để cho chú ở đó, vợ chồng chú ở đó là làm nhà vệ sinh, sau này á chôn từ từ ra đó là chôn sát chết nhà luôn, hết đất là dạng như người ta chôn tới. Chứ ngày xưa là xây nhà là chưa có chôn tới. Quá cái chuyện không là những âm thanh chó ra đó, thì bây giờ đây là san sát cả đều là mộ hết rồi, một cái không khí lạnh lẽo âm u đây hả chú. Cô bác của anh chị, qua câu câu chuyện người của chú Hẹn, người mà duy nhất sống trong cái nghĩa trang mà cực kỳ linh thiêng và gây ám ảnh cho rất là nhiều người ở đây, thì hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Hoa Lệ sẽ mời cô bác của anh chị xem về cái nơi ở của chú Hẹn cũng như là cái cuộc sống thường nhật của chú Hẹn. Hai cô bác của anh chị, chú ngủ ở đâu chú Hẹn? Ngủ trong nhà đó. Nhà chú trong kia hả? Còn bình thường ban ngày. Ban ngày ra ngoài đây nằm trong má. Cái nơi này là mộ hết. Bên đây nhà ngồi đó là mộ nè. Dạ. Đã bốc rồi nè. Vậy là đây là cái nhà mộ lớn đó mà. Đúng rồi, nhà mộ gia đình ta mua để cho họ này chôn á. Rồi đây cũng bốc rồi nè. Chú ngủ ở trên này. Ngồi chơi chú ngồi đây. Ngồi đó ra nắng á. Mùa nắng ra đây nằm. Tối ngủ. Cái miếng ván này là sao chú? Hả? Miếng ván này là ở trong đây luôn hả? Đâu hồi đó cái miếng ván của chú á nó bị hư rồi nè. Nó bị độc quá. Lý do là chú nuôi chó nhiều là tại sao chú Hẹn ha? Chó tại vì đây trộm nhiều lắm. Trộm hả? Chú mới nuôi chó. Vì có chó đó nó tối á. Nói cái dòng mình nên nó thấy nó cũng sợ lắm. Nói chung nuôi chó nó không sợ. Im. Vậy là chú nuôi chó hai mục đích, một là để canh trộm, hai là để coi như là có những cái phần âm thì chó nó phát âm nghe ta nói cho mấy người mấy bóng người âm thấy nghe chó sủa sợ nên cũng nuôi rồi. Lợi hai ba mặt là nhìn ra trước nhìn sau nhìn tứ bề á thì đều là các phần mộ, mà ở đây thì đa số là các phần mộ được cải táng. Cuộc sống của chú vậy thì thấy nó có bi quá không chú? Nói chung giờ lớn tuổi rồi, bi gì hồi trẻ không nói, chứ giờ lớn mình nghĩ mình cũng sống nay chết mai, mình cũng đi về với ông bà vậy thôi. Ai cũng phải đi phải đi đến con đường đó. Chắc chú Hẹn là có con cháu trong nhà đúng không? Có con. Thì nhà chú ở trong này. Lúc mà chú lập có con cháu mà con chú mà có cưới vợ gả chồng á, thì ông bà xui có ngại cái chuyện mà mình ở trong nghĩa trang như thế này không? Nói chung á, hồi chú có một xui thôi. Tại vì hai thằng trai nhưng mà chú có một xui. Xui chú thì ở dưới quê. Ở dưới quê Cần Thơ đó, rồi hồi đó con gái nó xui gái á thì nó thương trai, rồi cái chuyện cái tình cảm nó thương, rồi mình làm cha mẹ là mình phải lo rồi cái chuyện hạnh phúc của nó, mà thì người lớn người ta cũng không có nói gì. Tại vì ví dụ nói mình không biết cái chuyện người ta bình luận đâu. Hẳn là bình luận trước mặt xu gia mình ở đây, ví dụ ta có gì ta đi về với quê này nói chuyện với dòng họ ta đâu nói vậy. Thương con thì dạng như mình ưng đâu mình gả đó. Anh Hồ, anh có cảm giác là khi mà mình từ ngoài đường ở Tân Kỳ Tân Quý mà đi vào trong này không? Nó sợ, khá là sợ đúng không? Trước thì cây thanh giá, bên hông thì những cái bức tượng, rồi xung quanh là những cái tấm bia mộ. Thì em nghĩ rằng là khi mà những cái người lần đầu tiên đặt chân đó, đặc biệt là những cái người mà ở phía bên xu gia của chú Hẹn á đến, thì họ cũng khá là bỡ ngỡ, bởi vì trong không ai nghĩ rằng là chú Hẹn là lại ở trong giữa cái nghĩa trang như thế này. Và đến thời điểm bây giờ nha, nguyên cái khu vực này á duy nhất còn mình chú Hẹn sinh sống thôi, cả khu này luôn. Đúng rồi, đã đi một người sống còn ở giữa 12.000 người chết á, 16.000 nha. Nguyên khu này là 16.000 phần mộ. Ừ.
Và cái này là một cái nhà mồ này. Nhà mồ hồi xưa là có nhiều tấm bia mộ á. Cho nên là hồi xưa em bước chân vào đây em hay sợ nhất là tới cái chỗ này. Nhưng mà bây giờ sau khi bốc mồ cải táng thì chú Hẹn lại là làm cái nơi ngủ nghỉ cả ngày luôn. Nằm ở đây. Anh Hoa thì lúc nãy em có tâm sự với anh á, thì hỏi anh có thường vô đây không? Và đặc biệt ngay cả cái thời điểm này nè, thời điểm gần mặt trời nó gần như xuống tối, sập tối như thế này nè, thì anh có thể cho khán giả biết khi mà anh đặt chân vô đây và gặp cái thời điểm mặt trời như thế này thì anh như thế nào? Người nó ớn lại luôn á chứ. Thôi thì lâu mình không có vô mấy cái khu như thế này, nhất là cái Bình Hưng Hòa này, đi ngang qua là thấy người nó ớn. Nói chung cái tâm lý người ta đó, nhiều khi người ta nói cho tiền là không dám vô, cái tâm lý người ta sợ. Đúng rồi. Lúc nãy Phong có đề cập đến một cái câu chuyện là xui gia, là khi mà biết chú sống ở đây thì xui có phản ứng như thế nào, và con thì cũng khá tò mò khi mà muốn hỏi chú á. Chú có hai người con trai, thì cái người con trai của chú quen với một người bạn gái, thì trước khi cưới thì cũng có dắt về đây chơi. Đúng rồi. Vậy thì cái người cái cảm giác của một người phụ nữ mà được người bạn trai mình dắt vào cái khu nghĩa địa để mà ra mắt ba mẹ mình thì lúc đó như thế nào hả chú ha? Lúc đầu thì nó cũng sợ đó, không dám ở đâu, nhưng mà chắc nó thương con chú quá rồi dạng như rồi nó cũng chấp nhận, từ từ nó quen chứ lúc đầu nó sợ lắm, nó không dám. Không dám. Rồi xui gia lên tổ chức đám cưới đó thì mình đâu có chỗ đâu, mình phải mướn nhà thờ làm lễ rồi dưới đưa dâu lên. Rồi lúc đó đãi ở đâu chứ? Đãi quay nhà thờ Tân Hương nè. Mướn nhà thờ đó rồi nhờ bà chị bên nấu. Cháu thấy nhiều vậy, không biết là chú có bao nhiêu hết mấy con chó hả? Mấy con chó này hồi đó chú hai ba con, nó mới đẻ ra đợt dịch đó, nó đẻ ra đó 4-5 con nữa đó, là 6 con, 7 con. Từ tối nó có sủa nhiều không chú? Tối nếu mà dạng như rằm 30 đè tối đó. Còn 17, 15, 16 trời có trăng không đến nổi. Nhưng mà tại sao nó sủa là rằm 30 rồi nó thường dạng như chắc thấy bóng người mất đó, nó sủa. Rồi khi nó sủa chú đi ra cầm đèn pin rọi đâu thấy ai đâu, kiểu nó sủa bóng. Chú thì nói là chú đã bị giật chân, đã bị người âm giật chân, thì chú có và vợ chú á, thì đã thấy những cái bóng trắng của những người thiếu nữ, thì chú bản thân của chú á, hoặc là con của chú có thấy những cái điều giống như chú không? Không, con chú thì nó chắc ta không cho thấy, con cháu không cho thấy. Hồi chú mới bước đầu lên đó là cô lên sau đó là cho thấy. Là lúc đó con chú còn đi học, thằng hai thằng nhỏ nó còn đi học, thằng sinh 88 với thằng sinh 83 cũng biết. Chú lên đây là năm 91 92, lúc đó nó còn đi học. Ở đây thì bây giờ nếu như tương lai đó, nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ giải tỏa làm công viên hoặc làm khu thương mại, thì chú dự kiến là cái cuộc sống còn lại của chú như thế nào? Cái cuộc sống thì nếu mà sau này ra nhà nước thu hồi đó, chú sẽ đi đó, thì trước mắt thì ra mướn nhà trọ cho con cháu nó ở chung gia đình rồi nó đi làm, rồi mình lớn tuổi nhà cơm nước con cháu đi thôi, cho vợ chồng nó đi làm về cái tuổi già vậy thôi, đâu còn mộng ước gì nữa. Cũng nhân tiện đây thì em nhớ một cái chi tiết, cách đây 4 năm trước em có dẫn một cái người bạn của em, một phóng viên của Nhật Bản làm cho một cái tờ tạp chí của Nhật, và sau này thì anh này vào khu này anh viết về chú Hẹn, một trong nhân vật mà sống với cuộc sống độc lạ nhất ở Sài Gòn, khi mà lựa chọn sống xung quanh rất là nhiều người âm. Cho nên là trong cái bài viết đó là bạn em là được bình chọn là một những bài viết xuất sắc nhất ở cái thời điểm năm 2018. Một người dương trong hàng ngàn người âm. Một mình chú là chơi bời với 16.000 người mất á. Và gần gũi nhất là khoảng 20 mấy cái phần mộ thai nhi ha chú. Rồi. Bao nhiêu phần hết ta?
Đó 22 mộ. À, 22 mộ em bé. Vậy mà trong này thì đã giải tỏa hết rồi, nhưng mà chỉ còn hiện giờ theo chú á, chú ghi nhận á là 22 cái phần mộ em bé. Và thi thoảng thì tại vì chú là theo đạo Công giáo, riêng vợ chú thì đạo Phật, cho nên là vợ chú đạo Phật đúng không chú? Đúng rồi. À, cho nên là vợ chú cũng hay tín ngưỡng lắm, hay thắp nhang rồi vào, đặc biệt là những cái ngày cuối năm hoặc đầu năm á, vợ của chú hẹn là hay đến thắp nhang, coi như là những người thân của mình ngày mùng 1 Tết xuống tới thắp nhang những cái phần mộ mà cái bé rước về để chơi ăn những cái ngày Tết. Ở đây thì bạn của chú có thường vô trà với chú cũng như là vô thăm chú được không? Có mấy ông Dịch Chim đó là bạn của chú đó, dạng như vô nó dốc đủ thì buồn chú ở đây nhiều khi buồn, có cũng có bạn già ông chết rồi, ông mới chết đi buồn cái điện ông ở sao đây nào, ông ở nhà sớm á, chú cách ở nghĩa địa thôi, điện vô ngồi nó dốc cứ vô ra là nó dốc à. Nó dốc rồi thuốc men rồi uống trà vậy đó, làm ngắm trà, nấu trà xanh đó, bỏ đá luôn, trà đá. Ở đây thì cái việc mà sử dụng điện nước đó với chú thì sao? Điện nước thì chú xin hồi đó xin ở phường được cái đồng hồ điện, xài điện nhà nước. Dạ. Yeah. Xài nhiêu đóng nhiêu. Dạ. Yeah. Còn nước chú? Nước thì nước ăn uống thì chú xài nước bình người ta mua người ta chở vô 12.000 bình. Còn hồi đó chú còn làm nghĩa địa đó, chú đóng cái giếng ngoài đó đó. Chú đóng cái giếng ngoài đó để tưới cây đó, là dạng như để mình xài nước dùng, tắm rửa, giặt giũ. Còn việc vệ sinh cá nhân của gia đình chú thì sao? Vệ sinh là tắm rồi rửa nước giếng đó, đó. Đi vệ sinh tiểu thì rồi chứ. Tiểu thì có nhà vệ sinh trong cái bồn đó đó. Yeah. À, Phong có biết không, trước đây thì nói về cất nhà đó thì người ta rất là kỵ nhà mình cất ở trên những cái phần mộ đã lấy cốt hoặc là những cái phần mộ còn ở dưới đó, và đặc biệt là đối với những cái người mà tín ngưỡng đó thì cái nhà vệ sinh đó người ta lại rất là ngại luôn, để xây người ta sẽ sợ mạo phạm đến người âm. Thì lúc đó thì chú cảm giác như thế nào? Hồi đó nói chung cái nhà này nè, cái nhà này là dạng như đất của nhà thờ, con hiểu không? Rồi nhà thờ mới xây cái nhà cho chú ở, rồi xây nhà vệ sinh luôn. Ngày xưa đó là dạng như đất còn trống, rồi bắt đầu xây cái nhà đó để cho chú ở đó, vợ chồng chú ở đó, là làm nhà vệ sinh. Sau này chôn từ từ đó là chôn sát chết nhà luôn, hết đất là dạng như người ta chôn tới. Chứ ngày xưa là xây nhà là chưa có chôn tới, con hiểu chưa? Không phải là xây trên cái mộ, phần mộ của người ta, đất ngày xưa đất còn trống đó, tức là dạng như xây nhà trước rồi sau này đất hiếm chôn riết nhiều quá rồi hiếm đất rồi chôn sát vô. Mình đi vào cái lúc buổi trưa trời chưa trật như thế này mà mình còn đã ớn rồi, đặc biệt là sau cái lúc mà chặn bạn tối á, 6 giờ đổ đi á, là anh bước chân qua đây anh đố anh không dám bước luôn á. Thậm chí em đã từng dẫn một số người mà không cỡ sau mấy 7 giờ đi á, nếu mà cảm ai mà đây mà đi ra đường lộ thôi, đường lộ mà vô tới cái đền giá thôi, tự nhiên là nói là tự nhiên ớn lạnh giọt chết ra. Ngay cả có những một số thầy chùa vào trong này cúng vào lúc chặn dạng tối là tranh thủ cúng để bỏ đi chứ không dám ở lâu, tại vì họ cảm nhận được cái sự âm khí ở đây khá là nhiều. Nói chung âm nhiều, dạ như mình ở đây hấp thụ chắc nó quen. Cho nên chứ nếu mà ai lạ vô sợ. Cái phần âm nó quan, nó ảnh hưởng tới tinh thần mình lắm. Cho nên anh cảm giác khi mỗi lần vô nghĩa trang cái người mình nó nặng nề, đó là cái phần âm nó nhiều quá. Em thì cũng ít nhạy cảm lắm nên là nữ cái phần âm nó nhiều quá nên là nữ cái cơ thể mình nó sẽ khác đi so với những cái nơi mà mình đến, và cái cảm giác nó hào hứng vui nhộn á thì cái phần dương nó nhiều á thì mình lại thoải mái. Và đặc biệt vô những cái khu này á, mặc dù là có những cái ngôi mộ cũng rất lâu nhưng mình cảm thấy con người mình nặng nề lắm. Nhưng mà con vô đây sẽ sống, nhưng mà sống như chú á là dạng như con còn hơn đi tu nữa. Thì
À, sao chú có thể kể không? Dạng như hơn đi tu là dạng như, sống với người chết là con thấy cận kề cái chết rồi, không có bon chen, không có mê mẩn gì, không có đua đòi, không có thích cái gì. Chú ăn chay hay ăn mặn chú hen? Chú hồi đó chú cũng ăn chay, sau này chú tại vì hồi đó chú đạo cũng Phật giáo à. Nhưng mà tại vì mình cái hoàn cảnh mình ăn cơm chú thì phải muốn, không hiểu không? Yeah. Tức là nhà thờ cho mình ở rồi thì vận động chú có theo đạo, chứ chú gốc là Phật Phật giáo. Nhưng mà dù gì đạo gì cũng hướng con người ta về hướng thiện đó, thì cha cũng dạy là cái tâm mình làm cái thiện thôi, chứ mình đừng có sống bạc đãi hoặc là bất hiếu với cha mẹ vậy thôi. Chùa chuyện gì cũng vậy. Hồi đó chú còn nhỏ đi chơi chùa không gì, ông thầy ông chửi, hồi đó bà già dắt đi không, thầy chửi tu tâm là Phật ở nhà đó, không tu thời cha thờ mẹ họ không chịu kính, đi tới đây đốt nhang ai chứng. Có một cái nữa đối với những cái người dân á, thì hận rất là ngại cái việc móc võng. Tại vì móc võng là buổi tối là hay có cái người âm hay nằm trên đó đung đưa, thì không biết là chú buổi tối chú có tháo võng xuống không? Không, chú đây nhiều khi sáng bây giờ chú còn ra đây chú nằm á vẫn đang nằm. Không, chú móc cái võng thì tại mùa này còn mưa, chứ bắt đầu bước qua tháng 2, 3 là chú ra đây chú ngủ á, nóng á. À, nó nóng trong nhà, nóng quá chú quay ra đây chú ngủ. Tối là về đêm là chú ngủ ở đây luôn. Ra đây tại mùa mưa này là phải vô nhà, nên nhà trong của chú là có vợ chú trong đó, có vợ với hai căn, căn bên đây nhà thờ, căn của bên kia của chú đó xây chưa tô đó. Dạ, bên trong có thể vô trong được không chú? Được, chú hẹn dẫn với bạn con coi thử ha. Cô bác cũng chuyển không là những cái âm thanh chó ra đó, thì bây giờ đây nè, san sát tất cả đều là mộ hết nè, một cái không khí lạnh lẽo âm mưu. Mà theo chia sẻ của chú Hẹn đó, chỉ hơn 6 giờ đồng hồ thì ngay cả những người mà dũng cảm nhất thì cũng không dám lùi bước đến đây. Đây hả chú? Đây là nhà của chú ở đây. Dạ, con bỏ dép ngoài ha. Chào, băng vô đi. Dạ, dạ chú đâu? Dạ chú đi ra phụ quán á. Dạ. Phụ quán chú. Đây là cái bếp của nhà mình. Đúng rồi. Dạ. Đó, con chú chạy giao hàng đó, nó ngủ trong đó. Đây là nơi ở của con trai của chú. Còn nhà vệ sinh nằm ở ngoài kia. Chú với vợ mình thì ngủ ở đây. Đúng rồi. À. Ở nhà vệ sinh bên đây. Dạ. Xây lâu chưa chú Hẹn? Xây năm 93. Chú lên ở năm 91, xây 93. Đây là cái nơi nước rửa, chú rửa chén rồi đây. Đúng rồi. Nước này nè, chú nói là nước cây hả chú? Nước giếng đóng. Ủa, nước giếng ở đây luôn. Nhà vệ sinh nha, chú là bên đó. Đối với những người mà phong thủy xây nhà, họ ngại. Uống không? Uống đó, nước bình đó. Uống nước bình đúng đó, kia 12.000 bình đó. Dạ. Con tưởng là dùng luôn nước. Không, nước hôm đây là mình xài đủ tắm rửa thôi. Hằng ngày thì mỗi buổi chiều á chú, thì chú có thường đi thắp nhang những người đã khuất ở đây không? Có, tối nào bà xã bà chúc bà sụp tối là năm mấy bà đi đốt. Cô bác quý anh chị biết không, nãy bước ngang đây nè, ở đây là cũng là hai cái ngôi mộ ha. Đây bốc rồi. Đây bốc rồi. Tức là hồi đó nên ra tới đây mà nó sang lắp hết rồi. Chắc là chứ. Ở đây là mộ luôn hả chú? Mộ nè. Bốc rồi hết hả? Hết rồi. Tại sao này chú mới
trang lắp trang bằng lại ha. Đó chú quên trong gần nhà chú băng liền liền đó. Dạ. Để cho sạch sẽ đó. Dạ. Cái tôn sắt nè. Hồi đó dặn thiếu đất á, người ta bán đất được dụng sắt mà. Ngày hồi đó đây cũng bóc nè. Đó cái ranh này bóc nè. Hồi đó chỉ có cái con đường đi là nhỏ xíu này nè con. Dạ. Hai bên này mộ không hay chứ hả? Hai mộ không bốc hết. Dạ. Đó, thấy không? Nè, bốc đập hết rồi. Ừ. Ôi, cái cảm giác rùng rợn á. Bốc nó hoàn toàn hết theo. Giờ cây cối nó mọc lên rừng nữa. Thôi con cảm ơn chú Hạng rất là nhiều. Dạ. Chú ơi chú, con thay mặt chú Định ở chú vô tên ở Mỹ gửi cho chú 500 ha. Dạ. Ôi, ghê quá. Nói chung là con cảm ơn chú rất là nhiều. Con chúc chú luôn có sức khỏe tốt ha chú ha. Chào cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở lúc sau ha.